Đàm Thông Vận suốt 2 năm tự chữa lành vết thương và chấp nhận sự thật. Gần đây bộ phim Kỳ Lộ Đường về lên sóng và thu hút đông đảo sự quan tâm của mặt phim. Ngoài nguyên tác của Mạc Bảo Phi Bảo thì Đàm Thông Vận cũng như Tỉnh Bách Nhiên đều là những diễn viên được rất nhiều khán giả mến mộ. Nhưng ít ai biết được rằng để có được sự thành công như ngày hôm nay, Đàm Thông Vận đã trải qua rất nhiều áp lực trong cuộc sống. Năm 2020, nữ diễn viên đang quay phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà đã bất ngờ nhận được tin mẹ mình gặp sự cố giao thông và vào viện. Mặc dù không thể cầm lòng được sau khi biết tin, cô vẫn cố gắng hoàn thành công việc và lao đến bệnh viện nơi mẹ cô đang chữa trị. Tuy nhiên sau hơn 20 ngày cứu chữa, mẹ của Tùng Vận không thể qua khỏi. Đau đớn khi mất đi người thân, nữ diễn viên không cập nhật trạng thái Weibo cũng như ẩn mình suốt thời gian qua, khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Vào năm 2021, khi bộ phim Lấy Danh Nghĩa Người Nhà được phát sóng, có một khoảnh khắc Lý Tiêm Tiêm Đàm Tùng Vận đi dạo vào ban đêm, nhìn lên bầu trời và nói với các vì sao, mẹ ơi mẹ có thấy không? Ai cũng hiểu rằng sự đau khổ dành cho mẹ luôn hiện hình trong tâm trí của nữ diễn viên 9X. Trong một chương trình tạp kỹ, Đàm Tùng Vận cũng thẳng thắn chia sẻ, suốt 2 năm nay tôi đã tự chữa lành vết thương và để bản thân chấp nhận sự thật rằng mẹ không còn nữa. Nhưng nỗi đau của cô lại trở thành đỉnh điểm khi có những thông tin sai sự thật rằng cô và Âu Hào đang yêu nhau, mẹ của cô không chấp nhận Âu Hào và dẫn đến sự việc đáng tiếc. Chỉ sau một thời gian ngắn, thông tin này cũng đã được bác bỏ. Một số người đã nhìn thấy hình ảnh anh và người bạn bên cạnh để an ủi, chia sẻ, động viên cho Đàm Tùng Vận, giúp cô vượt qua những khó khăn trước mắt. Trở lại màn ảnh, Đàm Tùng Vận một lần nữa chứng minh thực lực của mình bằng những bộ phim mang tựa đề ngôn tình, dân quốc hay cổ trang đều không làm khó được cô. Điển hình như Cẩm Tâm Tựa Ngọc với đề tài ra đầu được cô nàng khắc họa, một La Thập Nhất Nương đáng yêu, ngay thẳng chính trực, hay mới đây nhất Hướng Gió Mà Đi và Quy Lộ. Đặc biệt trong Quy Lộ, Đàm Tùng Vận dù đã ở độ tuổi 33 nhưng vẫn vào vai một học sinh rất mượt mà không hề có chút sượng chân. Hầu như các nhân vật từ 18 hơn 30 tuổi, nữ diễn viên đều sẵn sàng cân tất. Ngoài ra kỹ năng diễn xuất ổn định cũng là một lợi thế của cô. Hiện tại bộ phim truyền hình Quy Lộ đang được chiếu trên nền tảng Eqz. Đừng bỏ lỡ tác phẩm ăn khách này nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.